Ukraine đã dồn dập sử dụng drone tấn công vào nhiều vị trí chiến lược trên lãnh thổ của Nga. Trụ sở cơ quan an ninh liên bang FSB tại Belgorod, miền Tây của nước Nga ngày 13 tháng 3 đã bị tấn công. Nhà máy lọc dầu Ryazan, cách thủ đô Moscow 200 km về hướng đông nam, bị oanh kích trong ngày thứ hai liên tiếp. Tổng thống Vladimir Putin lên án Kiev muốn làm nhụt chí công luận Nga trước ngày bầu cử tổng thống. Hãng thông tấn Nga TASS đã trích dẫn nhiều nguồn tin từ chính quyền Belgorod vào sáng nay cho biết trụ sở của cơ quan FSB tại thành phố này bị hai drone của Ukraine tấn công. Cuộc tấn công không gây thiệt hại nhân mạng, nhưng theo thống đốc vùng Belgorod, ông Vyacheslav Gakov cho biết mặt tiền và nhiều cửa sổ của tòa nhà đã bị hư hại. Nga phát hiện âm mưu đầu độc của nhóm lĩnh thân Ukraine. Tổng cục An ninh Liên bang Nga FSB ngày hôm nay 14 tháng 3 2024 đã thông báo rằng họ bắt giữ 4 người được cho là thành viên của một nhóm bán quân sự thân Ukraine đang chuẩn bị tiến hành những hành động khủng bố trên lãnh thổ Nga, bao gồm âm mưu đầu độc binh sĩ nước này. Thông báo của FSB cho biết rằng cơ quan an ninh Nga đã ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp của nhóm lính thuộc quân đoàn tình nguyện Nga ở St. Petersburg, hoạt động phục vụ cho lợi ích của các cơ quan tình báo Ukraine. Theo nguồn tin của FSB, 4 người này đã lên kế hoạch tẩm những chất kịch độc vào các thực phẩm dành cho những binh sĩ Nga đang chiến đấu tại Ukraine. Họ cũng bị cáo buộc tiến hành trinh sát các cơ sở hạ tầng và định địa điểm giao thông quan trọng ở St. Petersburg cũng như ở khu vực Leningrad để thực hiện hành động nói trên. Liên Âu viện trợ quân sự thêm 5 tỷ euro cho Ukraine sau nhiều tháng đàm phán, và cuối cùng 27 quốc gia thành viên Liên hiệp Âu Châu ngày 13 tháng 3 đã đạt được thỏa thuận viện trợ quân sự thêm 5 tỷ euro cho Ukraine trong năm 2024. Khoản tiền này nhằm giúp cho Kiev trang bị vũ khí và đạn dược để chiến đấu chống lại quân Nga. 5 tỷ này được dùng để trực tiếp thanh toán cho các thành viên Liên Âu đã cung cấp vũ khí đạn dược cho Ukraine. Gói viện trợ mới 5 tỷ euro cho tài khoá 2024 nâng viện trợ quân sự của Liên hiệp châu Âu cho Ukraine lên thành 11 tỷ. Trên mạng xã hội X, văn phòng chủ tịch Hội đồng Âu Châu đã thông báo các bên đã đồng ý cải tổ quỹ FEP được sử dụng nhằm tạo điều kiện thuận lợi để gìn giữ hòa bình. Tòa án Georgia đã bác bỏ một số cáo buộc trong vụ án ông Trump can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020. Vì quan tòa phủ lý vụ án can thiệp cuộc bầu cử ở Georgia năm 2020 hôm thứ Tư ngày 13 tháng 3 đã bác bỏ một số cáo buộc chống lại cựu Tổng thống Hoa Kỳ ông Donald Trump và những can phạm khác. Nhưng phần còn lại của bản cáo trạng vẫn còn để nguyên theo hãng AP. Chánh án Scott McAfee, tòa thượng thẩm Fulton County đã bác bỏ 6 tội danh trong bản cáo trạng. Trong số đó có 3 tội danh chống lại cựu Tổng thống Trump, người vừa đạt đủ số phiếu đại biểu để đại diện Đảng Cộng Hòa trong năm 2024 ra ứng cử chức vụ Tổng thống. Tuy nhiên, chánh án McAfee vẫn giữ nguyên các tội danh khác, bao gồm 10 tội danh mà cựu Tổng thống Trump phải đối mặt, và cho biết rằng các công tố viên có thể tìm kiếm một bản cáo trạng mới để cố gắng khôi phục những tội danh mà ông đã bác bỏ. CDC đã khuyến cáo việc chích ngừa sởi trước khi đi ngoại quốc. Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh CDC vào thứ Tư 13 tháng 3 cập nhật khuyến cáo chích ngừa sởi cho người Hoa Kỳ có kế hoạch đi ngoại quốc giữa lúc ca bệnh sởi tăng khắp thế giới cũng như ở 17 tiểu bang của Hoa Kỳ. CDC khuyên người Hoa Kỳ đang dự định đi ngoại quốc nếu không chắc đã chích ngừa sởi đã cập nhật chưa, nhằm tránh mắc virus lên rất mạnh này trong lúc đi. Trước đây, vào tháng 11 năm ngoái, CDC chỉ khuyến cáo gặp bác sĩ trước ít nhất là 1 tháng để có đủ thời gian đi chích ngừa sởi. Vào thứ Tư, CDC cũng đưa Nga và Malaysia vô danh sách 46 quốc gia đang bị dịch sởi. Tuy nhiên, CDC cảnh báo số ca bệnh sởi tăng khắp thế giới vẫn còn là một mối đe dọa ở nhiều nơi khác. Tiền bảo hiểm xe ở Hoa Kỳ tăng mạnh nhất trong gần 50 năm qua. Theo dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng công bố vào thứ Ba 12 tháng 3, thì tiền bảo hiểm ở xe ở Hoa Kỳ tăng gần 21% trong 12 tháng tính tới tháng 2 năm nay.
Lần trước thì tiền bảo hiểm xe hơi tăng mạnh như vậy trong một năm là vào năm 1976, không tính tháng giêng khi tiền bảo hiểm cũng tăng mạnh như vậy. Và lần trước tiền bảo hiểm xe hơi tăng mạnh như vậy trong một năm là vào năm 1976, không tính tháng giêng khi tiền bảo hiểm cũng tăng mạnh. Chỉ riêng tiền bảo hiểm xe hơi tăng đã đóng góp nửa điểm vô tỷ lệ lạm phát 3.2% vào tháng trước. Đây là một trong nhiều trở ngại cho mục tiêu của Ngân hàng Trung ương Fed kéo lạm phát xuống còn 2% và tiếp tục làm đau đầu người Hoa Kỳ đang cực khổ vì vật giá tăng cao. Và bão tuyết đã bất ngờ bao trùm khu vực Đông Bắc của Hoa Kỳ. Ngày 13 tháng 2, một trận bão tuyết lớn và bất ngờ đã ập vào khu vực Đông Bắc của Hoa Kỳ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới khoảng 30 triệu người. Tại New York, các thành phố như Philadelphia và Boston đã chứng kiến tuyết rơi liên tục suốt nhiều giờ liền và nhiều nơi ghi nhận tuyết ngập dày tới gần nửa mét. Tuyết rơi dày khiến giao thông tắc nghẽn, sinh hoạt thường nhật của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trường học, công sở cũng phải đóng cửa hoặc chuyển sang hình thức trực tuyến. Cơ quan dự báo thời tiết New York cho biết thành phố này chưa từng chứng kiến bão tuyết mạnh như vậy kể từ tháng 2 2022. Trận bão bất ngờ khiến mạng lưới giao thông rơi vào tình trạng hỗn loạn vào đầu giờ sáng, khi nhiều tuyến đường bị đóng lại để bảo đảm an toàn hệ thống tàu điện ngầm.